việc Ezreal mang ra đường giữa thì không phải thành vấn đề. Cái vấn đề bây giờ ở khu vực đường dưới, để coi là liệu Kai'Sa có thể đi qua được một cái cơn sóng mang tên băng tuyết đến từ NV Apollo hay không. Đây, cặp này vẫn đang đánh giá khá mạnh. Một sự chọn rất hay từ bên phía của Brion, khi họ nhận ra rằng nếu như Brom và Ezreal không đứng dưới thì họ sẽ không thể ngăn cản được tốc độ thăng tiến sức mạnh bằng cách lên những món trang bị đến từ quân bài Kai'Sa được. Cho nên họ đảo Ezreal ra khu vực đứng giữa để có thể đi với LeBlanc và sau đó chọn Ashe, một chất tướng có khả năng đè đường tốt hơn với sải tay dài và thang cấu rìa của mình để có thể đàn áp được con Kai'Sa, không cho phép nó lên cái món móc diệt thủy quái đổ một bắt buộc là cái giao địa để có thể dọn dẹp được những đợt lính. Một sự chọn hay với Biron, chắc chắn rằng hai cặp chơi này sẽ đảm bảo một cái vai trò cực kỳ là quan trọng trong trận đầu trận đến từ cả hai bên. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với ván thi đấu đầu tiên cuộc chạm trán với các thành viên của D+KR, và đối thủ của họ là Brion. NV đang di chuyển vào cùng với lại Bolu và Poonbay cũng như thế. Hai bên đang chuẩn bị có những tình huống va chạm mặt ngay từ thời điểm đầu tiên. Bolu đang đi vào quăng cái ghế không? Anh ta vẫn chưa quăng cái ghế. Anh ta vẫn đang suy nghĩ khá kỹ, anh ta chỉ đi vào bụi. Và Showmaker cũng đã báo với đồng đội của mình biết được rằng là đối phương có thể sẽ cắm vài con mắt vào bên trong để nhằm mục đích là biết được cái vòng đường đầu tiên của Lucid sẽ là gì. Còn trong khi đó thì Aiming ngay lập tức một con mắt vật tổ đủ để cung cấp xem là bên phía của Brion có quyết định là cướp rừng hay là họ sẽ quay trở về với khu vực của mình bằng một con mắt khá là chất lượng ngay chỗ bờ sông. Và Zhongzhe ở trong giai đoạn hiện tại cũng đang đi ngang qua những cái lượng tầm nhìn trước đó mà đối phương đã có thể thấy được, đã thấy được. Coi như là Zhongzhe ở trong giai đoạn hiện tại đã bị đoán, Lucid quyết định là cướp. Lucid đi ngang, thấy được, sẵn sàng nhảy vào và cướp bẫy chim. Hay chăng đây đã có một dấu hiệu là anh ta bỏ qua? Anh ta bỏ qua để ta căng ở khu vực giữa. Tóc biến lên tấn công lao và tấn công lấy được tóc biến. Tóc biến chỉ tay quăng sợi xích ra và Poonbay đã bị kẹt lại. Đây là mà gục chiến bắt đầu trên Lucid. Quá thông minh, quá đỉnh cao. Một pha di chuyển rất tinh quái đến từ Lucid khi anh ta không bị phát hiện tầm nhìn bởi có mắt được cắm ra từ trước đó đến phía của Brion. Và đó là một con mắt gần như đã đem lại được đầy đủ sự an toàn dành cho vị trí Poonbay rồi. Nhưng chỉ có thể là sự tinh quái của Lucid để vòng và luồn ra khỏi tầm nhìn của Zhongzhe, khỏi tầm nhìn của Poonbay để có thể thử tiếng tiếng Anh vừa rồi mà thôi. King Ngân, để xem nào, King Ngân hiện tại sẵn sàng là một đối một hay chăng đây. Anh ta chưa bị dính kia đang quỳ đến Zhongzhe. Zhongzhe đang nhắm rất kỹ. Zhongzhe đã lấy được tóc biến đến từ King Ngân. Và King Ngân tìm một cách để có thể thoát đi. Một gần đang tới lướt làm chậm. King Ngân đang bị kẹt lại. Zhongzhe cách mạng gục đúng một cái đúp và một khe. Nhưng đã tới tóc biến lên cơ bộ ngược và Zhongzhe là người có được mạng gục. Tuyệt vời, một đều dành cho Brion. Và xử lý kỹ năng rất tốt của Zhongzhe trong tiếng vừa rồi. Cho phải dành lời khen cho sự quyết đoán của cả Morgan cũng như là Kingen và cả bản thân của Zhongzhe nữa. Cả những người chơi tham gia tướng đó cũng đã xử lý tối đa được cái khả năng của mình rồi. Rất tuyệt vời. Và cuối cùng thì người mỉm cười sau cùng đơn phía của Brion mà thôi. Một đều là tỷ số hiện tại. Một nhịp đẩy nhanh tốc độ ván đấu lên ở khu vực nửa trên. Bây giờ thì Blue nhảy vào phá, lấy ghế gõ vào người của Lucid. Và Lucid đã bị kẹt, nhưng Kaelin đã di chuyển tới sẵn sàng cho pha đánh nhau. Đây rồi, cơ hội để cho Blue sống đang vô cùng thấp. Kaelin đã bật kỹ năng nghe, anh ta bị hất ngược lên, anh ta đã bị tấn công, anh ta bị đánh ngất cư, bị chính nội tại Sejuani. Zhongzhe đang di chuyển tới để hỗ trợ, một tình huống núp sau tao rất hay. Kaelin tóc biến để bỏ chạy, thoát khỏi tình huống bị đánh ngất ngư và anh ta thoát đi thành công. Con rồng thì dành cho anh phiếu của DK, nhưng cái giá phải trả là phép hỗ trợ đến từ Kaelin. Còn trong khi đó thì con sâu, để xem nào, ai sẽ là người có được con sâu. Ta đã thấy Zhongzhe sẵn sàng với ba con sâu không luôn. Lucid đang rất bất lực, có Poonbay nhảy vào để hỗ trợ thêm. Coi như là ba con sâu không này, Brion sẽ có được nó một cách dễ dàng mà thôi. Còn Kaelin đang đứng đợi một ván chủ của bên dưới được không? Tóc biến còn, thanh tẩy còn, nhưng mà quay lính thì nó không đủ, cho nên chắc chắn là rất khó dành cho Kaelin, chỉ trừ trường hợp mà ta tóc biến mà thuật. Nhưng mà cái khoảng cách này tóc biến mà thuật, tôi cảm giác là nếu như hút thì NV cũng sẽ bị hút qua tường qua phía bên phải mà thôi, cho nên rất khó. NV đang đứng, anh ta đang ngửi được một hương thơm, anh ta ngửi được một cái bò né bên trong khu vực bụi cỏ đó, cho nên là anh ta không cần phải làm gì một cách quá xa vời cả. Anh ta chỉ việc đứng đợi rồi sau đó là tiếp tục bắn lính mà thôi. Ý đã bị phát hiện, Kaelin đang bị chọi ghế vào người, anh ta có một pha hút ra rất hay và ngay lập tức NV quay trở lại tấn công đại băng tiện, không thể nào né được, con bò nó quá to. Và Kaelin này phải bật kỹ năng nghe của mình lên, nhưng ta đã bị làm chậm, bị đánh gắt cứ bò đã phải nằm xuống. Kaelin bị hạ gục, NV là người dứt điểm được hay một cho Brion. Nỗ lực giải thoát ra khỏi sự khó khăn dành cho Aiming đến từ Kaelin đã thất bại khi mà Polu trở về khu vực đứng dưới. Nó sẽ khiến cho quả cầu tuyết ở khu đường dưới này được lăn tốt hơn. Thì bên này thì sao đây, Kinh Ngân đã mất đi kỹ năng nghe, ta cũng không còn tóc biến nữa. Morgan đã sử dụng chiêu cuối của mình và sẵn sàng để giữ chân lại. Zhongzhe tới W là bắt đầu liên tục những hiệu ứng khống chế. Và đó là R giúp cho Zhongzhe có được bài hạ gục. Lại một lần nữa một ván đấu rất hay Brion, nhưng Lucid đang đứng đợi. Poonbay đang đứng dụ, anh ta đang dụ, anh ta kêu đánh anh đi và đã đánh thật. Lucid bây giờ đã bị kẹt đánh rất ngư đúng cách hai phát đánh nữa. Nhưng có lẽ như bên phía Brion quyết định là không chơi khô máu trong pha vừa rồi. Bởi vì đối phương đã có được dây thủy ngân rồi. Nếu như lướt đồ kim băng giá ra và ném bola băng luôn thì sẽ không phải là một khoảng thời gian được giữ chân lâu
đến từ đường giữa của Brion, và đó là lý do vì sao anh ta cố gắng làm chậm cái nhịp cột ném Bola Băng của mình lại, và nó đủ thời gian để cho Bombay có thể phản ứng với một tình huống rút lui về được. Đội mục tiêu đến từ hai bên mà thôi, sẽ không có gì quá là đáng lo ngại dành cho cả hai cả khi chúng ta đều có được một dòng cho mỗi bên, cũng như là ba con sâu không dành cho cả hai đội. Cái nên làm cái gì mà từ nãy giờ cái thời điểm mà anh ta nằm xuống lần đầu tới tận bây giờ anh ta cũng mới cấp 4, nó khiến cho bây giờ anh ta đang yếu ớt lắm luôn đó. Nhưng vẫn ưu tiên đổ ra sát thương trong vào trong những cái pha giao tranh tổng bằng việc lên bóc diệt thể quái chứ không phải là giao điện. Cái này hợp lý, bởi vì anh ta cũng thể nhìn vào và ta cảm giác là Kim Ngân sẽ không đảm bảo đủ 100% về cái sự chất lượng, cho nên bắt buộc bạn phải cộng thêm vài phần trăm nữa, và chính việc lên trang bị này sẽ khá là tốt. Nhưng Kim Ngân đang trong trạng thái của Na đang khá tí nị và nó vẫn chưa có được một lượng nộ vừa đủ. Emin tới tiếp cận Bola Băng, Wanda đang giữ cho một khoảng thời gian rất lâu, Bolu đã quyết định sử dụng chiêu cuối của mình, đó là rồng được cướp đến từ Showmaker, và ngay lập tức Lucid đang phải bỏ chạy. Kenlin cũng tương tự giống như thế. Showmaker đang thực sự là một ngôi sao ở trong ván thi đấu này. Chúng ta đã nói về con bài của Showmaker, con bài LeBlanc, chứ danh của anh ta trước khi ván đấu này diễn ra rồi. Rất ngập thở đến khu vực đứng giữa bên phía của Brion. Và đây là lần thứ N anh ta phải biến về sau khi lãnh những tình huống combo nó cực kỳ là chuẩn chỉ đến từ Showmaker rồi. Và sẽ là khoảng trống đầu tiên được bên phía DK mở ra đến từ chính bản thân của Showmaker. Và anh ta lấy được cho mình trụ 1 ở khu vực đứng trên này để có thể cân bằng tỷ số về trụ. Em Bola Băng, Envy né được combo bổ nghiền nát trụ vẫn đang bắn, nhưng một mình Envy thì làm sao lên được mùa xuân. Phía bên này thì Kaelin đã bị kẹt lại, anh ta đang cố gắng né kỹ năng nhưng đối phương vẫn đang đánh thương, tái kích hoạt được cái đánh ngất cư, và đó là bàn hạ gục dành cho Jonje. Mạng đối mạng, nhưng DK có vẻ như họ đã hoàn thành ý định của họ, họ đã có dàn trụ nửa cánh trên. Nó khiến cho khả năng kiểm soát tầm nhìn của Jonje cũng như là Polo bị hạn chế và khiến cho Envy liên tục nằm trong tầm nguy hiểm. Kaelin đã không bị phát hiện và ta đang đứng nhắm, anh ta thấy Envy chưa? Bắt đầu đồng đội báo rồi, đội báo là Envy đang đứng ở đâu, đội Lucid đang đứng, có thể che anh ta bật chiêu cuối một và lướt vào đối thủ Maker, và Envy mới từ bốc hơi và đó là một hút nền nét rất hay. Envy nhảy vào và tấn công hạ gục được xạ thủ đối phương. Đây là anh thà nhảy tới được tay hạ gục tiếp theo nữa, đang bị dính rất nhiều đòn và anh thà đã thành công. Phía bên này thì mình vẫn đang tiếp tục tỏa sáng với những hạ gục liên tục cho anh ta, đó là cú triple kill. Chỉ có điều là Morgan quá khỏe, nhưng Morgan không đủ khỏe để chống nổi được sát thủ của bốn thành viên còn lại. 7 năm dành cho bên phía của DK, họ thành công bởi cú quét sạch vừa rồi. Một pha giao tranh rất tuyệt vời đến phía của DK khi họ là những người kiểm soát được lượng tầm nhìn tốt hơn. Chúng ta vừa nói về khả năng đi cánh tốt của DK và đó là một trong những lý do vì sao mà lượng tầm nhìn của bên phía Brion lại bị hạn hẹp như vậy, và thậm chí là ngay trong phần rừng của họ mà thôi. Một tình huống lờn lách rất tốt đến từ con bài Alistar này. Impolu, anh ta đã quá chủ quan trong việc không tìm tiếp vào vị trí của Kaelin. Rồi sau đó tình huống bố huyền nát chúng 3 thành viên trước đó được tạo ra bởi tiền đề quá kinh khủng của Showmaker, khiến cho gần như xạ thủ Envy bốc hơi hoàn toàn. Và sau đó là sàn diễn của Emin khi anh ta kiếm được cho bản thân mình triple kill sau khi nằm lại bởi những nỗ lực của Morgan mà thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là quét sạch hoàn toàn dành cho bên phía của DK, cộng thêm 3 lần nữa. Và chúng ta hãy xem cái cây đây đến được Showmaker. Bombay thì anh ta gặp khó rồi. Không, thực ra Bombay gặp khó đó giờ rồi. Bây giờ là không thể thôi, là không thể sống dành cho Bombay. Với combo như thế này thì Bombay không có cách nào có thể về được cả. Và nếu như về được thì cũng về với đất mẹ thôi. Quá khó, quá khó cho cậu bé Ezreal này với những gì mà đang được tạo ra, với những gì mà đang phải gặp phải. Và lại một lần nữa Showmaker, bây giờ bạn có mắt nhưng rất đáng tiếc ý. Showmaker vừa rồi anh ta hung vào tường, anh ta tặng chữ ký vào cái tường đó với chữ ký cực kỳ đẹp của Showmaker. Và bây giờ anh ta mới bắt đầu đánh nghiêm túc này. Lucid định đứng ngắm. Bây giờ Jonje, Envy ai cũng được, Kaelin nhảy vào combo. Envy đang bị kẹt lại, Envy tấn công, Envy là mục tiêu được chọn. Anh ta đang liên tục bị dính hướng của đối phương. Kinh Ngân đang cầu kéo, Showmaker đã tới. Hãy mở sân khấu ra của tử thần. Và Showmaker dứt điểm được quan sát giữ chân Jonje lại. Jonje phải bốc hay nhìn Showmaker muốn kinh quá. Bản năng sát thủ bùng lên bắn liên tục vào người của đối phương. Đây là cú triple kill cho Showmaker. Hãy cho anh ta qua ra kill. Ây trời ơi, ây mình ơi. Có cái cánh hổ cái, nhưng sẽ là Wadakil hay chăng đây? Người duy nhất còn sống đến từ bên phía của Brion đó chính là Bombay. Nhưng liệu anh ta còn thở để không được, và combo ngược lại. Và cuối cùng thì Bombay đã làm được. Anh ta đã có được chiếc cúp hạ gục được Showmaker. Nhưng thứ còn lại là một ván thi đấu dành cho DK. Một ván đấu mà Showmaker đã đặt dấu ấn của mình quá lớn. Và anh ta xứng đáng nếu như được vote MVP. Rất tuyệt vời cho màn trình diễn này của Showmaker cũng như toàn thể tập thể DK. Từ 15 phút đầu tiên, Brion làm cực kỳ tốt. Sau chỉ với một vài tiếng giao tranh mà thôi, DK có được chiến thắng trong ván đấu đầu tiên này. Xin chúc mừng. Và Showmaker lặng lẽ kìa. Một nhà ảo thuật đại tài, một nhà ảo thuật đại gia. Lộn, quên. Cái gì ta tài ba chứ quên. Và xin chúc mừng các thành viên của DK với chiến thắng này. Họ đang tạm thời dẫn trước bên số 1-0. Chúng tôi sẽ quay trở lại khi ván thi đấu thứ hai được bắt đầu.
tuyến đầu sẽ là Maokai, phần nào đó là con Na cho thầy kinh nghiệm. Wow, chúng ta đang thấy được một ván thi đấu mà bên phía của DK đang chơi một cách rất là phóng khoáng. Đáng lẽ có thể là một SU khu vực đường giữa, nhưng quyết định Showmaker anh ta vẫn muốn là một pháp sư thuần. Và đó là một Zig, một tên khủng bố thực sự với những quả bom được quăng ra đến từ con bài này. Còn trong khi đó thì bên phía của Brion để coi là họ sẽ làm gì trong giai đoạn đầu của ván đấu. Tại vì đầu ván đấu ngoại trừ đường trên ra các cánh còn lại khá cực. Kai'Sa thì cũng cần thời gian, rồi Azir cũng cần thời gian. Còn ngược lại bên phía D+Kia, thời điểm bắt đầu có được tam hợp kiếm là thời điểm tôi cảm giác con Azir đã có đam rồi. Để coi là liệu họ làm được cái câu chuyện đó trước những pha giao tranh lớn hay là không. Và chúng ta cùng nhau đến với ván thi đấu thứ hai, cuộc chạm trán với các thành viên của D+Kia và đối thủ của họ là Brion. Những bước di chuyển đầu cũng đều đã có một pha bấm B biến về và để có thể lên thêm về mặt trang bị một tí xíu dành cho đối phương ở phía bên kia chiến tuyến. Còn ngược lại thì bên phía của Brion họ cũng đang bắt đầu dần dần di chuyển để tạo thêm một vài lượng tầm nhìn, nhưng chỉ mới là lượng tầm nhìn để phòng thủ chứ không phải là tấn công. Kenlin cũng đang liên tục xả kỹ năng Q của mình để nhằm mục đích là tìm xem có ai đứng bên trong bụi và cấu rỉa là chính. Chỉ có điều là nó không thực hiện đúng như gì mà ta mong muốn. Một tình huống hy sinh mắt đến từ Zig trong tay của Showmaker để đảm bảo rằng không có một tình huống đứng nấp trong bụi nào đến từ cá sấu trong tay của Morgan cả. Tất cả những gì họ làm được đó là bóc đi thanh tẩy của Envy và đôi phép bổ trợ của Polo mà thôi. Nhưng bây giờ Morgan đang ở trong một tình huống nguy hiểm ở đây. Người ta có tốc biến nhưng Morgan sẽ một được. Morgan đã phát hiện thấy và Morgan đi bộ ra phía bên này thì người đang bị bắt lại đó là Kenlin. Kenlin liệu thoát được hay không? Đây tôi đang thấy người có thể không thoát được, đó là Polo. Polo bị dính kỹ năng, Kenlin tốc biến bỏ chạy nhưng lập tức nằm xuống dưới họng súng của Envy. Vẫn đã là màn đổi mạng mà thôi. Amin vẫn đang khá hài lòng, còn Robert Johnson sẽ phải suy nghĩ rất kỹ là liệu mình có nên vương vấn ngay chỗ con đồng hay không, bởi vì người ta không còn chiêu cuối nữa. Một tình huống hỗ trợ tốt đến từ người chơi Young J bên phía của Brion. Nhưng tất cả những gì DK cần đó là mạng chiến cầu đầu đã có dành cho xạ thủ Amin với tình huống bắn phá thần bí cuối cùng rồi. Những nỗ lực trước đó để có thể lấy được những phép hỗ trợ đã có thể gọi là thành công đến từ bên phía của DK. Không có nơi để farm, không có chỗ để về và nhà cũng đang bị thiếu vắng đi khá nhiều những tình thương đến từ đồng đội nữa, khi mà không một ai đẩy đủ cao để hỗ trợ cho anh ta cả. Con rồng đang được khai thác, Lucid liệu ăn kịp hay không? Đây Johnson tới hỗ trợ, đó là cung sáng giữ chân được hai thành viên có chiêu cuối tóc biến né kỹ năng, rất nhiều kỹ năng dồn và đánh ngược lại. Rồng đã có cho Johnson nhưng máu anh ta đang mất không phanh. Kinh ngành đẩy không khí nhưng Envy đã bị kẹt lại để tấn công. Morgan tới bơi và anh ta đang tìm mà hạ gục. Morgan chức điểm được đường của đối phương nhưng anh ta đang hơi lạc lõng. Đồng đội anh đâu rồi? Đồng đội anh về hết rồi và để anh ta lại một mình, quá tội cho ngài. Một ván đấu mà thật sự quá tội dành cho Morgan trong tình huống xử lý đó. Một tình huống mà Brion đã giữ lại được con rồng nhưng họ để lại đó là 3 điểm hạ gục trong tình huống vừa rồi, cộng thêm đó là đôi phép bổ trợ của vị trí Morgan nữa. Và rằng dê anh ta đang cố gắng ăn cua này, có trừng phạt và sẽ ăn xong và vẫn được kịp. Vâng, được, vâng, rất được. Rất may. Chúng ta xem, khi Morgan quay trở lại khu vực đường trên, đồng ý anh ta đã có món trang bị đầu. Những cái sải tay không ủng hộ nhiều lắm. Cho nên anh ta, anh ta đã được hỗ trợ. Bây giờ Morgan đã được đền đáp rồi. À, hiện tại thì vẫn chưa có đáp, mới có đền thôi. Rồi, một pha đẩy ngược về, cuối cùng mà cũng đã có cho Morgan. Phía bên này thì Blue ăn quá trời quả bông tuyết và anh ta đã phải lùi vùng lượng mẫu rất ít rồi. Amin cánh còn lại đang nỗ lực để có thể phá hủy được công trình. Và Envy, lượng sát thương Showmaker bây giờ đang rất là kinh khủng. Lucid bật chiêu cuối lên, cây Giáng sinh nó đang được lan tỏa đi cho khắp nơi. Và người đang bị kẹt lại khác chính là người chơi hỗ trợ. Blue đã bị hạ gục và DK là một đội đáp trả được thành công. Mới tháng 7 thôi mà không khí Giáng sinh đã tràn ngập LOL Park với một bộ gọi là đồng phục đến từ phía DK rồi. Rất nhiều Giáng sinh và rất nhiều những tình huống macro hay đến từ phía của DK. Họ đã thất thế ở khu đường trên, không sao cả, họ có cực kỳ nhiều khu đường giữa và đường dưới như chúng ta đã nói. Và trụ một đường dưới đã có từ trước đó dành cho vị trí của mình rồi. Trụ một đường giữa cũng vừa có dành cho Showmaker. Tự tin tới mức anh ta chơi lớn luôn, anh ta lên món đồ thứ hai đang có một cái đá hắc hóa để xem nó là một cái trượng hư vô hay là một bông hoa tử linh. Đây, món đồ nào lắp vào Zig cũng hợp vào thôi. Đây rồi, ngài đã bật thần cá sấu, ngài đã bắt đầu to lên. Một pha nhảy vào đến từ Karik nhưng chưa kịp đâu. Karik đẩy Lucid ra phía bên này. Jonze đang giữ chân đối phương và Zig trong tay Showmaker là người phải nằm. Morgan đang múa và Karik đang phải bỏ chạy. Rất nhiều những con gà nó đang đâm vào người của Lucid. Lucid đang cần phải lùi và lại là Morgan. Không, Morgan kia này khó chết lắm và hình như là anh ta sắp sửa chết. Anh ta chết thật và Amin phía bên này đang tìm người tiếp theo để lại bị hạ gục. Chỉ có điều là không có ai để bị hạ gục nữa. Lại một lần nữa, Morgan đã né lắm rồi đấy. Rất khó khi mà cái nhịp lao vào của Karik nó lại không khớp một chút nào cả. Và khi cú hất của anh ta cũng chỉ hất được vào một mình con Maokai trong tay của Lucid mà thôi. Nhưng đó là một con Maokai không lên mặt nạ đọa đầy ở món đồ đầu tiên mà là một cái tụ bão Zig, cho nên nó rất là trâu.
quá khổ dành cho Morgan ở trong ván thi đấu này. Và Bolu đang đứng để hỗ trợ để cho Morgan có thể lùi về được một cách an toàn. Còn trong đó con rồng đang được khai thác bởi các thành viên của DK. Đánh giao tranh nãy giờ mà mới con rồng 2 thôi. Và quyết định đánh đến từ bên phía của Brion. Một cú dịch chuyển đặt nặng rất nhiều quyết tâm. Morgan đang tới. Morgan sẵn sàng, một pha đã bị dứt lại. Morgan đã sẽ sẵn sàng, có thể nhảy vào, anh ta bay vào tấn công. Và anh ta đang cố gắng hỗ trợ đồng đội của mình. Anh ta đang nhắm vào người của Emin. Emin thoát được, Emin đã quay trở lại tấn công. Emin hình như hơi yếu. Emin bị đánh thương tới chết. Và phía cánh còn lại kinh ngạc, đây là một con na khổng lồ tấn công thẳng vào người của đối phương. Và Morgan là mục tiêu tiếp theo đang được chọn. Nhưng kia thì anh ta không cô đơn bởi vì có hai người chết trước rồi. Morgan đang lại là Morgan. Nhìn nó khổ chưa kìa. Khổ phải nói là thôi nhé luôn. Và Soulmaker dứt điểm được đối phương. Quá khổ dành cho Morgan ở trong ván thi đấu này. Tiếp tục là một pha giao tranh mà thậm chí lần này không ai bên phía DK phải nằm xuống cả. Và Brion họ vẫn mất 3 người, lần này họ mất thêm cả con rồng nữa. Không gỡ lại được bất cứ một điều gì đến từ bên phía của Brion trong nhịp vừa rồi. Và chúng ta cùng xem lại tướng cạnh tranh trừng phạt này. Đó là một tình huống đấm quy trừng phạt rất tốt của Lucid. Anh ta cũng là người che được cái tình huống bô la băng đó và khiến cho Giang Dê không có cơ hội để cạnh tranh trong tướng vừa rồi. Sau đó gần như là solo kill đến từ Emin cũng như là xạ thủ Envy. Và tiếp tục là một màn hủy diệt đến từ DK mà họ dành cho Brion ngày hôm nay. Quá khổ cho Morgan, thật sự đây là một ván thi đấu mà Morgan đã cố gắng làm những gì có thể rồi. Nhưng mỗi khi Morgan vào là tôi lại nghe câu đó là một đứa nhảy vào, bốn đứa chạy ra. Mà bây giờ bạn còn đang bị thua thiệt cỡ này nữa thì tôi cảm giác những cây đây này nó chưa đủ để phục vụ cho mục đích giao tranh nữa. Chắc chắn như vậy rồi, khi mà Envy vẫn cần tới cái đánh Nasor nữa để hoàn thành được 3 lần tiến hóa kỹ năng của mình. Thì lúc đó bắt đầu con Kai'Sa lên thì cái thiên hướng này mới có được cái độ sát thương đầu ra gọi là ổn định mà thôi. Còn người hiện tại vẫn đang gánh sát thương dành cho phía của Brion đó là Azir trong tay Karis. Nhưng nãy giờ chúng ta chưa thấy được cái độ hiệu quả đến từ con bài này giống những gì anh ta đã trình diễn trước T1 ở trong một tuần thi đấu trước đó. Cho nên rõ ràng vẫn chưa thể nào mà gọi được là Brion sẵn sàng cho tướng giao tranh 5 năm được. Đó lý do vì sao họ cũng đang bỏ mục tiêu liên tục và cũng đang rất là cẩn thận trước khi bước ra để kiểm soát tầm nhìn. Luôn luôn phải có hai người đi cùng nhau, đó là Giang Dê cũng như là Polu, để có thể kiểm soát lên nửa trên Baron khi nửa dưới rồng đã chắc chắn dành cho bên phía DK rồi. Đây mới điểm rồng thứ 3 trên toàn bản đồ và rồng thứ 2 cho DK mà thôi. Vẫn cần tương đối lâu nữa, ít nhất là 10 phút nữa để có được cái linh hồn rồng. Họ cũng đang cực kỳ tôn trọng sức giao tranh 5 năm của bên phía Brion. Và họ bây giờ mới tiến ra Baron. Lượng tầm nhìn đang cung cấp đủ, máy quét đã phát hiện thấy Soulmaker sẽ phá con mắt đó. Còn trong cái đó, chuyện gì đã diễn ra, sao máu của Envy vậy? Sao máu của Bolu? À rồi, ok, tôi hiểu lý do tại sao đấy. Bolu đang phải né, nó lại trúng. Và kỳ này thì quy đến từ Emin nó chưa có được độ chính xác khá cao. Nhưng những lúc mà cần trúng thì nó đã trúng rồi. Emin lại là Morgan bật thần cá sấu lên. Morgan đã thấy con mồi chưa? Morgan đã thấy tóc biến lên cho bu ngược lại. Emin đang cố gắng thoát đi. Morgan đang tới tiếp cận mọi thứ đang dồn vào người của Emin và Kaelin. Liệu cả hai chạy được hay không? Đây siêu bom lên ngục quăng đa đang hỗ trợ. Emin chưa bị dứt điểm, ngược lại đồng đội của Envy đã bị hạ gục. Vẫn đây là mạng đổi mạng. Phía cánh còn lại bỏ Morgan. Lại bỏ Morgan nữa rồi. Tôi nói thiệt, đánh người mà không có tội thì bốn người đồng đội của Morgan nên lưu ý chuyện đó. Một tình huống 2 cân 4 đến từ bộ đường dưới của DK. Và chiến đẹp không? Đẹp. Ui à, nó đẹp quá. Bất cửa có Baron luôn. Và tiếp tục là một tình huống bên phía của DK sẽ tiếp tục tấn công ra Baron mà thôi. Nỗ lực của Brion là rất tốt rồi, nhưng chưa đủ để hạ gục được một con Ezreal. 3 món trang bị cộng với còn nguyên 2 phép bổ trợ trên người của DK trong nhịp vừa rồi nữa. Và những tình huống hỗ trợ của Kaelin với chuông bảo hộ, với những tình huống làm chậm đối phương liên tục là đủ để cho Emin rút lui được trong tiếng vừa rồi. Và thậm chí anh ta còn mang về được thêm chuẩn thân một mạng gục nữa lao vào đến từ Karis. Hất văng được Lucid ra, Lucid đã gặp nguy hiểm ở đây. Nhưng liệu Lucid có nằm, thực ra Lucid sẽ nằm mà thôi. Nhưng cái quan trọng hơn hết một tình huống này cố gắng đeo bám Lucid. Liệu có anh tóc chắc chưa? Đây anh Lucid chắc chưa? Tôi chắc rồi. Với việc xuất hiện đến từ Young Jay thì anh ta sẽ có thể thoát được. Tôi đã nói từ đầu rồi, Young Jay có thể không thể nào bắt được Lucid. Còn ngược lại đã bị dứt điểm. Lucid đã bị, Lucid là một người cực kỳ tuyệt vời của Envy. Envy lần nữa. Kỳ này thì Envy né được. Morgan đang bọc đầu. Ingrid có na khổng lồ. Nhưng hai bên sẽ chờ vội va vào nhau khi bên phía DK vẫn đang chờ đợi cho một tình huống hội quân đến từ Lucid cũng như Soulmaker. Bọc đầu đây rồi. Jonze bọc đầu, chiêu cuối combo ngược vào Envy nhảy vào hỗ trợ và Aiming sẽ phải nằm mà thôi. Karis là người. Ê, Aiming không nằm. Aiming vẫn còn, Aiming đã nằm. Phía bên này là sao đây? Karis đang đứng một mình chống chọi với thiên nhiên, nhưng hơi khó. Thiên nhiên này hơi căng, thiên nhiên này hơi trâu. Và Karis đang cố gắng kêu những con lính, nhưng những con lính không thèm làm luôn rồi. Nó không còn tôn trọng nhà vua nữa. Kinh ngân làm gì thế? Kinh ngân
Kinh nghiệm một con Nati này nhảy vào đánh thường băng cả trụ. Và Chris đang phải bỏ chạy. Quà Giáng sinh đang tới, quà tới anh ơi. Và Chris đã phải nằm. Ấy lực Morgan. Morgan lại cân tư. Nhưng cái này Morgan đã kịp đáp trả. Đồng đội Morgan đâu? Kỳ này thì lên bảng đếm số rồi. Đã có người chạy ra hỗ trợ cho Morgan, đó là John Zee. Nhưng John Zee tới để phù hộ thôi. Và anh ta cũng sẽ phải đi theo đồng đội của mình. 17-7 cho DK, có thể sẽ là 18-7 nếu như mà John Zee nằm xuống. Siêu bom địa ngục boom. Và John Zee vẫn thở được. Rất nhiều bom đặt ra. John Zee kia vài bước thôi là tới nhà. Nhưng chỉ có điều là nhà hơi xa. Và lại một lần nữa Vrion họ lại mất đi sự hiện diện của Morgan. Và đây là tình huống phòng ngự vừa rồi. Rất nhiều chiêu cuối được bung ra. Bồ là băng, rồi là bản năng sát thủ nữa. Nhưng nó vẫn đủ để khiến cho Em Minh sống sót được. Dân Dê đang cố gắng quăng vào lan này, cố gắng lùi về. Nhưng Lucid vẫn đang tới, nó có thể đây bấm đấm văng về. Và Lucid sẽ phải nằm xuống. Morgan tới rồi. Chúng ta sẽ thấy được lần cân 4 thứ 9 lộn quên thứ 5 dành cho Morgan hay không đây. Tôi nghĩ là nên đấy. Tại vì bây giờ tầm này thì bạn chỉ có thể lao ra đâu để phòng thủ. Chứ bạn không có cách để có thể đứng và trụ được nữa rồi. Thời điểm này của Morgan đã tới. Thời điểm mà anh ta tỏa sáng, anh ta vẫn đang ngắm nghía. Nhưng hình như anh ta giận. Anh ta đang hơi giận bởi vì anh ta không chạy vào hỗ trợ đồng đội của mình nữa. Anh ta quyết định bỏ đồng đội luôn. Ai chết kệ. Bây giờ mà nay nó chạy thôi. Ai sống được sống, ai thoát được thoát. Cái tầm này để cho Morgan nhảy lên cân thì nó cũng tương đối khó. Morgan đang suy nghĩ rất kỹ. Đã có chiêu cuối đã được bật đến từ Lucid và sẵn sàng lập tấn công. Karis đang bị kẹt và Bolu cũng đang tương tự. Và Karis đang mất tương đối nhiều máu. Gần nửa cái máu ăn theo quả của ánh sáng nên phải lùi. Morgan bật thần ca sấu. La vào đi anh. Không còn hy vọng đâu, nhảy vào đi. Anh ta đang anh ta về rồi, anh ta cảm giác anh ta mất niềm tin rồi. Không chỉ mất thế trận, mất tiền bạc mà bây giờ anh ta mất cả niềm tin với bốn người đồng đội. Anh ta đứng bên trong bệ đá cổ và anh ta dịch chuyển đến sau. Anh ta kêu đánh đi, anh đánh từ đằng sau này, đánh đi anh lại mấy em. Đã tới, Morgan đã tới, nhưng mà đánh chung của anh ta không đây. Morgan đã tới, Morgan W vào, Morgan đang cân. Vạch phải nhảy vào đó là NV, nhưng NV đã phải bốc hơi. Kỳ này NV mới là người bị phản bội. Morgan đang phải lùi, Morgan đang bị tấn công, Morgan đang bị bắn. Morgan vẫn đang bị kẹt sát thương và Morgan lùi về được. Nhưng cái nhà chính tên nó sắp sửa nổ. 27 cho DK, họ sẵn sàng để end game rồi. Lao lên quăng qua là băng. Morgan sẵn sàng nhảy vào đây cân. Morgan sẵn sàng nhảy vào đây cân hay chưa? Morgan đã sẵn sàng nhảy vào ăn con lính siêu cấp để cho đồng đội của mình chết. Kỳ này thì ok hơn. Và đó là mã gộp tiếp theo cho các thủ của DK. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã thấy được cảnh Morgan là người nằm xuống cuối cùng, hoặc là không nằm xuống. Nhưng hãy nhìn kìa, nó tàn hát kinh khủng. Bị đá cổ cũng mà. Quá là tội nghiệp cho Morgan. Và cuối cùng vai thi đấu cũng đã kết thúc. Chiến thắng 2-0 cho DK. Một chiến thắng quá áp đảo dành cho DK. Và họ sẽ tiếp tục với cái hành trình của mình và chinh phục những vị thế cao hơn cho bảng xếp hạng nữa. Còn Brion, họ vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tiên của mình với những cặp trận BO3. Và xin chúc mừng các thành viên DK với chiến thắng này. Chúng ta cũng đã biết được là sau chiến thắng này thì họ lại tiếp tục có thêm một điểm của họ trong bảng xếp hạng. Còn trong cái đó Brion, họ có một kỷ lục thật sự rất khó vỡ. Đó là trận thua thứ 9 của họ ở trong mùa giải này. Để xem ai có thể vượt qua được cái ngưỡng này không này, hay Brion sẽ tiếp tục giữ được nó, và ai sẽ là người giúp cho Brion phá giới được. Chúng tôi sẽ nghe phút để chuẩn bị hướng đến cặp trận đấu thứ hai của ngày thi đấu hôm nay.